thầy thầy lớp 5 của mình. Được, quá bảo đảm không? Năm lớp 5 thầy Phương. Ba con con. Dạ thầy Phương ơi. Thầy nhớ nè. Ê, giữ ban quyền nha. Mang đến đó. Hai nhà bán cà phê là hoài uống hoài luôn. Rồi. Bạn bạn thân ngày xưa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình Chris the Gamer. Và đây là một bộ phim đầu tiên mà xuất hiện trong vai trò đạo diễn của mình, kết hợp cùng với bạn thân của mình là Đặng Duy Phong. Thì các bạn xem theo dõi nhiều thì các bạn cũng biết Phong là ai rồi. Bộ phim này có tiêu đề là Tự Truyện. Thì đây là cái câu chuyện có thật của mình. Sau đó thì mình với Phong ngồi lại để mà bàn những cái đường dây hình ảnh nè, rồi câu chuyện của mình lọc lại những cái ý chính trong những cái biến cố trong cuộc đời của mình đã xảy ra cho các bạn cùng coi, để coi những bạn nào mà hay đoán về quá khứ của mình là sinh ra ở điểm đất đó, thì coi thử cái bộ phim này coi những suy đoán của các bạn có đúng không nhé. Nếu mà không đúng thì thôi. Chưa biết sao giờ, thì ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình mà, nhưng mà mình sẽ cho các bạn coi sự thật của nó sẽ là như thế nào. Kể cả tên thật của mình thì trong bộ phim này các bạn cũng sẽ biết. Dễ dọng vô. Cô ơi cho con này. Ngôi nhà cũ ngày xưa các bạn. Quay lại đây. Thank you.
rồi thì bây giờ tôi tiếp tục tới tới nhà bạn Rít để quay tiếp những cảnh tiếp theo. Mọi người hãy chờ tới nhà bạn Rít nhé. Về rồi. À các bạn thấy không? Anh em lội gụm chứ tôi không lội. Quay cảnh đầu nhưng mà cuối ngày. Lâu lâu mấy anh em được trải nghiệm lội gụm đâu về quê không? Vậy mới miền Tây chứ hả? Vậy mới Kiên Giang chứ hả? Đây. Ủa? 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 Ê mình có làm không ta? Cái gì? Hay mình về chơi đó. Về vô làm anh ơi. Vô cảnh chơi cho. 1 giờ sáng rồi. Khu nổ mới 10 giờ. Rồi, cắt. Rồi, đo thấy đâu. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Đông Cảm ơn. Đó là câu nói quen thuộc của mình. Vậy khi mặt mặt mình. 5 giờ sáng rồi đừng vui quá. Thôi bây giờ anh em đang sáng rồi, có kêu quay luôn nè. Phần với bằng mèo. Lại đổ, lại đổ, lại đổ, có 10 rồi anh em ơi, có 10 rồi. Hồi nãy giờ mới có 35 phút. Đổ bên trăng. Nãy giờ tưởng quay lâu lắm tiếng. Chụp. Nãy cái cảnh mà sinh nhật đó các bạn. Đó là quay chỗ nhà cũ. Là có con bé nó chạy ra mua đưa mình. Mình bị bất ngờ đó. Hỏi, ủa em mua gì cho anh vậy? Nói mua khô. Mùi có khô luôn. Hỏi, ủa em đưa anh khô chi? Nó kêu không em về nướng ăn anh. Nói quay này là tới khuya luôn á. Nó nướng ăn. Cả nhà ơi, chờ em nướng khô cái hãy về nha. Em ơi nếu mà em coi được clip này cảm ơn em rất là nhiều nha. Khô khô. Để giờ anh nướng cho cả đoàn ăn. Giờ cũng là 6 giờ sáng rồi. Mới 10 phút lên cha. Nổ rồi. Còn mới 4 phút à. 35 giờ 39. Rồi nhìn đi. Nhìn nói. Nhớ thoại chưa? Nói. Nhanh lên. Nói gì đi? Thoại nhanh lên. Vô ngủ. Tưởng thoại đi. Đó. Nó không biết sủa luôn em. Kỳ. Này con gì vậy? Tao nó kêu vậy đó. Chó sủa kỳ vậy? Nó kêu vậy đó. Thế nó ngừ chưa? Thì nó quay lại nó nhìn vậy á, nó lườm vậy á. Nhậu nhẹo đó. Vì vị trí con? Ở đây. Rồi lên kia. Đúng không? Cái đó rồi. Đó. Đúng. Xong. Diễn ra ngoài nha. Cắt lông. Quay này hơi bị lộn xộn. Không có này, cái này quay cái không mấy cái kỷ niệm. À. Đi qua cái trong này qua. Nó mất. Có rồi. Có cái kỷ niệm. Thầy lớp 5 của mình. Được nhiều quá bảo đảm thầy năm lớp 5 thầy Phương. Ba con cô. Dạ. Dạ thầy Phương ơi. Lâu quá. Rất cao, mấy năm rồi. Và cái tên mình của thầy Phương đó. Dạ, đúng rồi. Chà vô. Vẫn đẹp. À, mình có hỏi cô còn cô lớp 2 nè, lớp 3, lớp 5 của mình, cô lớp 4 mình giờ là hiệu trưởng trường khác không? Đây cảm giác như là mới đi học ngày đầu. Để các bạn coi nè. Ngày xưa đó với một đứa lớp 1 á là cầu thang này cao. Rất cao luôn giờ. Nhìn nó chút mà. Không. Xíu. Còn học giờ cũng chỉnh lại ngày xưa là cửa gỗ. Bây giờ là cửa kiến. Nay lên phòng máy lạnh dữ rồi. Tinh giờ dữ á. Chưa quạt nóng thấy mẹ. Anh
đúng không? Wow, lớn nhanh quá. Ồ, thằng già đẹp lão quá. Ê, giữ bản quyền nha. Mang đến đó. Đây là một cái đường bí mật các bạn, trẻ học sinh ở đây mới biết thôi. Đó, rửa tay ở đây ha. Chỗ học sinh bán chú. Đó là ăn trưa, ăn sáng, ăn xế. Đó, 3 buổi. Quá đã luôn. Hồi xưa nếu mà mình ngồi ăn á, mình thường ở đây. Khoảng này mình là ở hàng ăn lâu nhất. Mà có bữa giống như là phong độ đỉnh cao thì ăn lẹ, ăn hình như mình nhớ là bới một tô ra nha, là phải ăn món mặn xong là phải ra xong bới thêm một tô cơm rồi thêm canh nữa, đó là giống như ăn hai tô vậy á. Thôi xin học ăn hai tô. Có cái đường ở đây nữa mà mình không nhớ là cái đường này là làm gì. Nhưng có một lần mình có chạy á, xong bị bắt lên phòng giám thị luôn, tại vì nội quy nhà trường là không có cho chạy giỡn trong hành lang. Có một lần mình đi bắt nhớ đời luôn, hết dám chạy. Ai lại quay, lại đây quay nhà cũ. Nhà cũ đây nè. Nhớ hồi xưa hết trơn không? Rồi em giờ cảm tưởng là không có gì hết dạ. Lâu mới về thăm sớm rồi nha. Biết con ăn mà cứ gặp con. Vô cái trên con cũng hóa còn nữa, lâu về thăm sớm. Trời ơi, biết con năm mà đi, biết con năm là mới gặp. Ngày xưa mình uống nước ngọt mối bên nhà này. Hai nhà bán cà phê là hoài, uống hoài luôn. Ví dụ như Tết cũng đi mua đồ cho nó không? Quần áo rồi này kia chơi. Phải khá cảo chứ ông có mình nó chơi nó không phải vậy đâu. Bên nhà chơi. Chứ à, phải nói. Không, tại con chuẩn bị đi quay mấy nhà. Rồi. Ôi. Bạn bạn thân ngày xưa. Đi. Chị. Chị này. Trời ơi. Hả, mình đừng quên lúc nó ăn cơm xấu rồi. Ông Cương. Dễ gió đời. Đời. Dạ. Xấu rồi chứ em rồi, cái nào giờ dẫn thì ghé đi thăm bà con ở đây. Dạ. Rồi. Rồi gửi lời thăm ba nha. Dạ. Rồi nói với ba gửi lời thăm, nói nguyên sớm gửi lời thăm nguyên sớm luôn. Ba anh tốt. Rồi. Rồi. Nói chung là hơi bất ngờ là tại vì quay về mà mọi người vẫn còn nhớ mình. Tại xưa mình lúc mình chuyển nhà là nó xíu đó, như bé nãy vậy đó. Thank you.
Này sẽ ấp gì ghê vậy không? À, mình sẽ quay cái cảnh mà diễn viên chạy xe á. Cho nên mình sẽ quay cái góc mà trực diện. Muốn quay góc trực diện nhưng mình phải sử dụng cái xe này. Hiểu cảm ơn Gift Devil Gamer đã tài trợ cho bộ phim này.